Xin mến chào quý anh chị và các bạn đang xem kênh. Thì hôm nay là Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2020. Thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật sơ qua tình hình giá cà na Thái ở khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang và Đồng Tháp cho quý anh chị và các bạn cùng tham khảo. Ngoài cập nhật tình hình giá cà na Thái ở khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang và Đồng Tháp thì hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật tình hình giá nhãn y đo hay là giá nhãn tiêu da bò. Quý anh chị và các bạn nào có quan tâm đến giá cả của những nhãn trên hay là giá cà na Thái thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem, hoặc là quý anh chị và các bạn có thể bấm nút đăng ký kênh và hình quả chuông ở phía bên dưới để khi mình ra video mới thì quý anh chị và các bạn sẽ nhận được thông báo và rất là dễ dàng để vào xem được những clip cập nhật tình hình giá nhãn mới nhất hay là giá cà na Thái mới nhất. Quay trở lại tình hình giá cà na Thái ở khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang và Đồng Tháp trong một vài ngày trở lại đây thì giá cà na Thái vẫn không tăng quý anh chị và các bạn. Do hiện nay thì ở miền Tây mình đang vào mùa thu hoạch gỗ của cà na thường nên ảnh hưởng khá nhiều đến sức mua cũng như giá cả của cà na Thái. Cụ thể là tình hình giá cà na Thái ở khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang và Đồng Tháp hiện nay thì có giá dao động từ 11.000 đến 14.000 đồng một ký. Ở khu vực Vĩnh Long và Đồng Tháp thì có giá dao động từ 11.000 đến 13.000 đồng một ký. Còn tại khu vực Cần Thơ và Hậu Giang thì có giá dao động từ 11.000 đến 13-14.000 đồng một ký. Ngoài ra thì tình hình giá cà na Thái cũng còn tùy thuộc theo từng khu vực, từng vườn cà na và từng hình thức mua của lái, mua xô hoặc là mua lựa mà sẽ có giá chênh lệch lên xuống từ 2.000 đến 3.000 đồng một ký. Do tình hình như hiện nay thì giá cà na Thái có thể lên xuống theo từng ngày và theo từng khu vực. Và do không có thời gian rảnh nên đôi khi khoảng vài ba ngày mình mới có thể làm một clip cập nhật tình hình giá cà na Thái. Nên đôi lúc thì nó có chút chậm trễ và nó có chút không được chính xác so với giá của thị trường hiện tại. Thì mong quý anh chị và các bạn thông cảm. Đồng thời thì mình cũng rất là mong quý anh chị và các bạn nào có ghé xem kênh, có đang bán cà na hay có biết giá cà na ở khu vực nào thì xin vui lòng comment giá ở phía bên dưới để cho quý anh chị và các bạn xem sao cùng tham khảo được giá. Mình xin chân thành cảm ơn tất cả quý anh chị và các bạn rất là nhiều. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc cho tất cả quý anh chị và các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc, thật nhiều niềm vui và may mắn. Xin chính chúc cho tất cả quý bà con nhà vườn mình đang thu hoạch cà na hay sắp sửa thu hoạch cà na sẽ có một mùa cà na đạt được năng suất thật là cao và bán được giá. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị và các bạn trong những clip cập nhật tình hình giá cà na Thái tiếp theo của mình.